mỗi ngày tôi dọn hàng ra, dọn hàng vô thì tôi mới chợt nghĩ đến một câu hỏi là tại sao mình không xé lên những cái nguồn gì mình đang kinh doanh để mình làm mới cho nó. Tôi tên là Trương Tấn Viễn, năm nay tôi 60 tuổi. Tôi đang làm nghề xé quần jean cũng được 30 năm rồi. Trước khi tôi làm cái nghề xé quần jean này là tôi là một họa sĩ. Khi mà tôi cảm thấy thu nhập mình không đủ thì lúc đó tôi mới tìm một cái nghề gì đó để nuôi cái nghề họa sĩ mình. Thì tôi chạy sang lĩnh vực kinh doanh quần jean. Hồi còn trẻ chú hay xem những ban nhạc gốc họ mặc á, cái mình cũng thích. Lúc đó bắt đầu tôi xé thử chiếc quần jean của tôi đang kinh doanh, thì mà tôi xé xong chiếc quần jean tôi treo lên tôi bán thì có những khách hàng họ đến họ mua, thì đó là cũng là một cái động lực để cho tôi làm thêm một chiếc quần jean thứ hai, chiếc quần jean thứ ba. Chú chọn nơi đây, hồi xưa ở đây là cái phố bán quần jean nhiều lắm, hồi xưa cái thời này ca sĩ đi mua nhiều lắm, mà xưa chú bán cho ca sĩ cũng nhiều. 96-97 giai đoạn là tôi chuyển qua lĩnh vực xé quần jean. Cái phối đồ hồi xưa với là bây giờ nó khác nhau rất là nhiều. Đó chỉ là những cái thời trang của mình mặc đồ là mình dựa vào những cái phim ảnh của Hồng Kông. Mình dựa theo đó, mình mặc theo những cái nhân vật mình thích. Những cái thời trang của Hồng Kông á, thì lúc đó là mình đi theo nhiều. Thời điểm đó khách hàng họ chuộng ngoại hơn. Cái gì mà của ngoại là họ rất là chuộng. Mà nếu mà nói về mà của Việt Nam á, thì họ hầu như là họ không muốn xài. Thì cái đó là cũng một cái khó khăn. Cũng thích cái nghề này, cũng kệ nó, mặc kệ nó. Có thấy mình làm. Mình làm cho một số ít khách thôi, với lại số văn nghệ sĩ họ là họ mặc. Thì bây giờ thì có như vậy thôi, là tự nhiên cái nghề xé quần jean này nè, nó đi theo đến bây giờ là mấy chục năm rồi. Chỉ có cái con người mình sử dụng sản phẩm, con người mình tư duy của mình thay đổi thôi, chứ chiếc quần jean xé nó không thay đổi. Chiếc quần jean bây giờ nó đa dạng, hàng công nghiệp ngoại nhập họ đưa vô cái thị trường Việt Nam mình nhiều, kết hợp với lại truyền thông, thì mình dựa vào truyền thông mình tìm hiểu những cái sản phẩm, những cái kiểu. Thật sự ra ý tưởng mình đã có lâu lắm rồi, chứ không phải là không có, nhưng mà không có người tiêu dùng họ sử dụng thôi. Bây giờ cái tư duy của người ta thoáng hơn, người ta mở ra, người ta sử dụng chiếc quần jean xé nó là một cái quần jean thời trang, còn hồi xưa không có. Hồi xưa là nếu mà một chiếc quần jean xé là người ta gọi là chiếc quần jean rách, họ ngại mặt lắm, họ rất là sợ. Mình từ ở bên lĩnh vực hội họa mình chuyển qua xé quần jean đó là nó bên hội họa nó trợ cho mình nhiều lắm. Nó cũng giống như là hội họa. Thì ở bên lĩnh vực hội họa mình sử dụng màu. Mình sử dụng màu mà mình vẽ lên vải, mình có thể tạo hình. Thì mình tạo những cái mảng hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình coi như là nó giống như những cái mảng hình trừu tượng vậy đó. Mình muốn nó có hình gì thì mình trang trí cho một chiếc quần jean, thì nó cũng giống như một cái bộ bôn hội họa nghệ thuật, tùy theo cái độ tuổi, tùy theo cái công việc của cái người đó. Họ là những người làm trong văn phòng, họ cũng có thể được họ mang ra xé, thì mình xé những cái lỗ nhỏ để họ mặc đi làm cũng vẫn được. Thì bây giờ chiếc quần jean xé nó không còn là dành riêng cho cái giới cá tính nữa, hoặc là cho một cái tầng lớp, hay là cho một cái tuổi nào đó, nó cho tất cả mọi người luôn. Có một cái người khách đó ở dưới Long An chạy lên đến trên đây, họ đưa quần cho mình xé. Trong lúc xé thì mình trò chuyện hỏi là chị ở đâu, thì chị đó, cái người đó mới nói là tôi ở Long An đi, tôi chạy thấy trên TV thấy
quảng cáo anh xé quần jean thì nên tôi mang ra cho anh làm, tôi thích, tôi tò mò tôi mang ra. Thì lúc đó thì mình ấn tượng là cái chỗ đó, vì cái sự thích mình cho nên mình mới có cảm xúc là mình hơi cái gì tí thôi. Thì khi mà chú nghe người ta gọi chú, có người gọi là nghệ nhân, có người gọi là nghệ sĩ, có người gọi là họa sĩ, tùy theo mỗi người khách hàng họ thích mình, họ giống như họ tôn trọng mình. Nhưng mà với một cái nghệ danh nào cũng vậy thôi, công việc của mình có làm tốt hay không thôi. Người thợ xé quần jean thì có vẻ hợp lý hơn, nhưng mà thích nhất là người ta kêu mình là người thợ xé quần jean. Tại vì xé quần jean này nó mình cũng là như là một người thợ thôi, cũng cần phải có kỹ thuật. Xé quần jean nó giống như một bức tranh vậy đó. Khi mình làm, mình giao sản phẩm cho khách hàng đó, họ cầm lên là khi mà họ cầm lên một cái rồi là hút họ liền, ok đẹp quá. Khi mà một cái người khách nước ngoài họ mua sản phẩm mình, họ xài á, họ khen á, lúc đó là mình rất hạnh phúc. Họ xài á cũng giống như là cái tác phẩm của mình mà được họ mặc, họ đi trưng bày khắp nơi luôn. Ví dụ như cái người khách hàng nó mua bốn quần này, họ mặc ở người, họ đi thì họ mặc ra thì phải có người nhìn, ông mặc đâu đẹp quá vậy, ông mặc đâu buổi kia nọ. Lúc đó mình có một cái cảm xúc là mình rất là hạnh phúc. Sản phẩm mình giống như một bức tranh mà mình được trưng bày coi như là khắp nơi luôn, chứ không phải riêng một cái gallery nhỏ.